Nhà trọ hai tầng bị nghiêng, người thuê bỏ chạy. Khoảng 18 giờ ngày 8 tháng 10, một căn nhà hai tầng cho thuê nằm trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, Sài Gòn, bất ngờ bị nghiêng, khiến hàng chục người thuê phòng ở tại đây đã hốt hoảng bỏ chạy. Một thanh niên ở thuê phòng tại ngôi nhà này cho biết, cả phòng đang chuẩn bị ăn cơm thì nghe một tiếng ầm rất lớn, cùng lúc căn nhà cũng rung chuyển. Người chao đảo, đứng không vững được. Sau đó mọi người đã vội chạy ra ngoài mà không kịp mang theo gì. Còn một người dân có nhà xác ở căn hộ bị nghiêng kể lại là đã nghe một tiếng nổ lớn phát ra từ căn nhà bên cạnh. Nhà của người này cũng đã bị rung chuyển. Tại hiện trường, ngôi nhà bị nghiêng một góc khoảng 5 độ. Một trụ bê tông chính giữa nhà bị nứt toạc, lõi thép lồi ra bên ngoài. Toàn bộ cửa kính đều bị bể vụn, trên tường có nhiều vết nứt khá lớn. Nhiều người thuê phòng vẫn chưa hết bàng hoàng. Rất may căn nhà chỉ nghiêng nên không có ai bị thương. Căn nhà này được cất lên cách đây 6 năm, có gần 20 phòng cho sinh viên và người đi làm thuê. Trước đó căn nhà đã được phát hiện là có hư hỏng, nhưng chủ nhà chưa kịp sửa thì đã xảy ra sự việc. Chủ nhà cho biết sẽ sắp xếp chỗ ở cho những người thuê phòng trong lúc chờ đợi.